Hello các bạn nhỏ, thì ngày hôm qua chúng ta đã coi anh Duy thụ phấn xương rồng với lại thu hoạch các hạt xương rồng như thế này. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ tiến hành lọc hạt xương rồng ha mọi người. Đầu tiên anh Duy sẽ sử dụng một cái lưới nó mỏng như thế này nè, để mà khi mà mình tiến hành mình rửa hạt á mọi người, nó không có bị rơi ra ngoài hoặc là lọt đi mất. Các bạn lưu ý giúp tôi là mình luôn mua một cái lưới nó mỏng như thế này nha, đừng có mua mà cái dạng mà lưới bắt cá rồi về rồi lọc á thì nó lọt ra ngoài hết thì rất là uổng, với lại mất vệ sinh là cái thứ hai. Còn cái thứ ba á, nói chung là mình rửa như thế này á, mình rửa nhẹ nhẹ thôi, đừng có rửa mạnh quá. Rửa mạnh quá nó văng ra từ lưa á, nó bắn tùm lum, nhìn nó mất vệ sinh lắm ha. Các bạn nhỏ khi mà lọc hạt á, các bạn sẽ vò như thế này, một phần là để cho hạt nó sạch, sau đó mình sẽ thêm dung dịch H2O vào là nước đó, để cho hạt nó sạch ha mọi người. Mọi người thấy không, hạt nó ra những cái màu vàng như vậy nè, rất là đẹp nha. Các bạn nhỏ muốn rửa đến khi nào mà thấy nó sạch đó thì cũng được nha. Ở đây á, thì mình sẽ làm cho nó thẩm mỹ với lại kỹ hơn thì mình sẽ rửa nhiều. Rồi mình vũ nè mọi người, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mình cứ vũ liên tục như vậy rồi mình đếm cho nước nó ra hết nha. Để mình phơi á cho nó thẩm mỹ. Đó mọi người, để lên. Đợi đến khi nào mà hạt nó khô là mình sẽ tiến hành đi gieo. Nói chung là mấy bạn á, mà không biết gieo á, thì các bạn có thể đặt mua. Còn mua ở đâu á, thì biết rồi ha. Nói chung là như vậy đi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong cái video sau. Cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều nha.